Chào mừng quý bà con cùng các bạn đến với kênh của Diệp Thành Trung. Hầu hết những người chăn nuôi đang gặp phải vấn đề đó là tình trạng về ruồi và muỗi ở tại các cái trang trại heo cũng như trang trại lợn của quý bà con cùng các bạn. Và con ruồi muỗi không chỉ là những cái vật ký chủ trung gian mang mầm bệnh truyền cho những con gia súc gia cầm, đặc biệt là những quý bà con đang nuôi heo hay là nuôi lợn. Vậy làm như thế nào để chúng ta không cần sử dụng hóa chất mà vẫn xử lý được những con ruồi muỗi có hiệu quả? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng với quý bà con cùng các bạn với ba cái cách đơn giản mọi người ai cũng có thể sử dụng hiệu quả trong quá trình xử lý ruồi muỗi mà không cần phải sử dụng đến hóa chất. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Làm thế nào để không phải sử dụng đến hóa chất mà chúng ta vẫn xử lý được những con ruồi muỗi để đảm bảo sức khỏe của con heo cũng như con lợn của chúng ta trong quá trình chăn nuôi. Như quý bà con cùng các bạn đã biết, với thời điểm hiện nay, đặc biệt ở ngoài Bắc bắt đầu vào tiết xuân, ruồi và muỗi đang phát triển rất là nhanh. Đặc biệt đấy là một con côn trùng có thể mang những cái mầm bệnh gây ra cho cái đàn lợn hay là đàn heo của quý bà con của các bạn. Vậy cái cách để xử lý như thế nào không cần sử dụng đến hóa chất? Và ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ ba cái cách để cho quý bà con chúng ta cùng áp dụng. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng ở dạng vật lý, có nghĩa là dùng lưới tre. Bây giờ hiện nay trên thị trường đã có những cái sản phẩm như là lưới tre để chống ruồi muỗi. Như ở trên hình đây, quý bà con đã nhìn thấy được những cái mẫu lưới tre thiết kế ở các cái trang trại. Hầu hết những cái trang trại đang nuôi theo quy mô đều áp dụng cái phương pháp dùng lưới tre như trên. Như vậy đây là một cái phương pháp dùng lưới tre cộng với quạt gió thì chúng ta sẽ hạn chế được cái muỗi ruồi để xâm nhập vào cái trang trại, gây ảnh hưởng sức khỏe cho con heo của chúng ta. Và với cái cách này rất là dễ dùng, chúng ta chỉ đầu tư có một lần mà chúng ta sử dụng rất là dài hạn, vì cái chất liệu lưới này cũng rất là bền. Đó là yếu tố về sử dụng về vật lý. Yếu tố thứ hai, chúng ta có thể sử dụng những cái dạng máy móc, đó là về cái máy xua đuổi muỗi. Tuy nhiên đối với cách này cũng không cần phải sử dụng đến hóa chất, nhưng chúng ta cần phải chi phí cũng như là cái hiệu quả sẽ không được như mong muốn như cái cách số 1. Cách thứ ba, chúng ta có thể sử dụng những cái thảo mộc, ví dụ như là những cái dầu, đó là dầu bạc hà hay là dầu xả. Đấy, chúng ta có thể cho vào bình phun vào cái trang trại của chúng ta trong những giai đoạn có nhiều ruồi muỗi. Thì khi sử dụng dầu xả, dầu bạc hà, loại tinh dầu này cũng làm cho xua đuổi được ruồi muỗi. Như vậy, chúng ta qua ba cái cách đơn giản như vậy, chúng ta có thể không cần sử dụng đến hóa chất, mục đích để đảm bảo về môi trường cũng như về sức khỏe cho con heo, con lợn của chúng ta trong quá trình chăn nuôi. Hy vọng thông qua cái phần chia sẻ ba cái cách mà xua đuổi muỗi mà chúng ta không cần phải sử dụng đến hóa chất sẽ mang lại những cái giá trị để giúp cho cái bà con chăn nuôi đạt được cái hiệu quả tốt nhất, cũng như là hạn chế được những cái dịch bệnh do những con côn trùng thông qua gọi là vật ký chủ trung gian gây ra bệnh. Nếu quý bà con cùng các bạn theo dõi đến cái video này thấy nó cũng có giá trị và có cái quan điểm riêng của mình và có những cái kiến thức sâu rộng hơn, cũng có thể chia sẻ để chúng ta cùng nhau chăn nuôi mang được cái hiệu quả tốt hơn, hãy đừng quên đưa ra những câu hỏi và ý kiến riêng của mình để tôi được biết, để giúp đỡ cho quý bà con được tốt hơn. Và một lần nữa tôi muốn nhắc lại là chúng ta hãy đăng ký vào kênh của tôi, hãy bấm vào cái nút quả chuông và chọn vào thông báo tất cả, thì khi có video mới chúng ta sẽ nhận được ngay cái video của tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con của các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý bà con của các bạn ở cái video sau.
và tôi sẽ chia sẻ về những vấn đề về các cái giải pháp mới về sử dụng vaccine. Rất mong quý bà con cùng các bạn hãy tiếp tục đồng hành và theo dõi kênh của Diệp Thành Trung. Xin chào, hẹn gặp lại quý bà con cùng các bạn.